nỗ lực đường dài. Tôi phải có một doanh nghiệp, một thương hiệu cho riêng mình và để lại cho đời sau. Tôi dồn toàn bộ nguồn lực để xây ứng dụng. Tôi mạnh dạn vay thêm tiền để làm quảng cáo, truyền thông cho ứng dụng. Gian nan cả lối, nhưng ngày vui thì chẳng tày gang. Nỗi mừng chưa qua thì nỗi lo lại tới. Sau gần 3 năm, từ khi xây dựng ứng dụng, lượng hàng tồn kho của chúng tôi chất cao như núi. Trong khi đó, một số mặt hàng thì lại hết hàng. Tiền thì hết, lực thì cạn. Tôi bế tắc và rơi vào vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.